Làm sao để uống ít bia trên bàn nhậu? Rất đơn giản các bạn. Các bạn cứ để trong chai, trong lon mà uống, đừng đổ ra cốc. Thì tự nhiên sẽ uống được ít bia. Vì sao? Vì cái lon, cái chai ấy, cái miệng nó bé lắm. Cái cốc thì miệng nó to. Cái đổ ra lon, cứ để trong lon, trong chai thì uống sẽ uống tự nhiên sẽ uống ít. Còn đổ ra cốc ấy, thì cái miệng nó to đùng ra, thì các bạn sẽ uống được nhiều. Và các cô tiếp viên đứng bên cạnh, các cô cứ đổ rồi vào liên tục. Và tự nhiên các bạn sẽ uống rất nhiều bia. Cứ để trong lon trong chai mà uống thì các cô ấy không đổ vào được, thì các bạn sẽ uống ít đi, có thế thôi.